Anh đọc được ở đâu đó rằng yêu đương là một quá trình hóa học, chỉ kéo dài tối đa 3 năm. Vậy thì hẳn chúng mình đã thực hiện vòng lặp này đến lần thứ 3 rồi đấy. Và vẫn sẽ còn những vòng lặp nữa chứ. Cho đến khi mặt trời không còn muốn chiếu xuống những cây cây. Cho đến khi, kể cả là như vậy, thì chúng ta bằng một cách khác cũng sẽ cùng nhau hòa vào vĩnh hằng của vũ trụ. Vì anh không thấy có lý do nào để có thể lý giải cho việc chúng ta không còn yêu nhau nữa. Anh cũng không thể tưởng tượng được cuộc đời của mình sẽ không có em. Thực ra, khi anh bảo với em rằng anh sẽ viết cho cô Dương của 8 năm sau, anh cũng chẳng nghĩ ra điều gì để viết cả. Con đường tương lai sau này, chúng ta sẽ đi cùng nhau. Hẳn mỗi kỷ niệm sẽ dệt cùng nhau. Nên anh đâu cần phải tưởng tượng xa xôi. Anh chỉ muốn em biết khoảnh khắc này, cảm xúc của anh dành cho em, khát vọng của anh dành cho em là tình yêu vĩnh viễn. Em có nhận không? Lâm Tặc, lúc em viết thư này, em biết là anh cứ nhìn trộm suốt. Nhưng mà còn lâu anh mới đọc được những gì em viết. May quá, nếu không ý, anh sẽ lại ảo tưởng to đùng cho mà xem. Là vì trong lá thư này chỉ có những điều tuyệt vời với anh. Điều thứ nhất, anh đẹp trai cực kỳ, đẹp trai nhất. Điều thứ hai, anh là người duyên dáng vô cùng, duyên dáng nhất. Điều thứ ba, anh là người ấm áp lắm lắm, ấm áp nhất. Điều thứ tư cho đến điều 1 triệu và vân vân những điều khác đều là những điều mà anh luôn đứng thứ nhất nhất. Mà nguyên nhân là vì em thích anh. Khi mình thích một người thì mọi thứ của người đó đều vô cùng đặc biệt. Thế nên em chính là cô gái may mắn nhất nhất đời. Em không muốn tưởng tượng ra chúng mình của 8 năm sau. Vì sao chúng ta phải nghĩ về những điều chưa tới cơ chứ? Trong khi em đang sống trong những ngày đẹp nhất của cuộc đời mình, đáng nhớ nhất của cuộc đời mình. Những ngày không bao giờ phải hối tiếc. Những ngày yêu anh và được anh yêu. Ngày đi qua đều là lật một trang sách mới. Cho dù là một trang sách buồn hay một trang sách vui, thì đó cũng là một trải nghiệm để trưởng thành cùng với anh.